KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Thiên Lan Thiên Trà, Thượng Hạ Tây Đông, con gái Phú Ông, tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mời ra trẻ gái trai, gia đình man khoái. Từ xưa em là Thị Mầu, hơn người ta mà thương phải người trời, tự ngã và kiếp đời chơi bời, một đêm trắng mới lo tan lo nghĩ, là cả ngày dài với những lời thị phi, si tình thầm thương trộm nhớ, không mắc cỡ ở cửa chùa lẳng lờ, bóng hình người thương con đó, Phật ý làng thì ái tình chẳng ờ. Chàng cứ thờ ơ với ý em không đùa, chàng chê bề thế có ma và nhung lụa, ruộng lúa bạc ngàn trái dài thì cũng thua. Trái tim thiếu nữ chỉ muốn được tỏ bày chân thành chân thật, tất cả một giờ đây nghe nhớ đêm mơ cách xa lại bỏ chạy. Em chỉ muốn được yêu được thương, nhưng lời thương chàng từ khước vẫn vương chàng chứ màng đến ai, nhưng quái cho nàng cả làng thấy sai. Em chỉ muốn được yêu được thương, nhưng càng nương chàng càng bướng, tâm hướng chàng chứ màng đến ai. Này thầy thiếu chứ màng đến ai, như quái cho nàng cả làng thấy sai. Em chỉ muốn được yêu được thương, nhưng càng nương chàng càng bướng, tâm hướng chàng chứ màng đến ai. Sĩ khách mời Đặng Thái Bình. Cảm ơn em với hai lựa chọn từ B-Ray và Big Daddy. Đây là lúc mà Big Daddy phải đấu đây. Các bạn hãy bình chọn ạ. Ok. Hồi nãy bà ra tôi lo cho bà đó, bà rung quá, rung đó. Xíu đâu là một xíu, rung quá trời rung rồi. Tôi đang lo biết ca được không, hú hồn hơn cho hai anh đạp cho em đó. Em chỉ lo một cái thôi. Lo cái gì? Không có người kia đạp ta. Rồi rồi, tới công chuyện này. Là người kia có đạp không? Thì em chỉ quá trời rồi mới đạp anh ạ. À, em chỉ muốn được yêu được thương, nhưng càng nương chàng càng bướng, tâm hướng chàng. Sao phải đợi tới người ta chỉ mới đạp hả? Dạ. Tại sao đàn ông không chủ động mà để người ta chỉ em mới đạp? Sao anh biết là em, lỡ là anh biết sao? Không ngồi, không ngồi nha, không ngồi nha. Em ơi, em phải chủ động chứ. Người ta là nhắm giai độc thân từ đầu luôn. Đúng. Vừa mới vô phát là đã chiếu anh này phát rồi. Thiệt sự. Ủa mà hỏi thiệt nha. Dạ. Biri có gì mà em khoái? Em không có nói được mà.
Mỗi lần mà nhắc tới con tim em nó đập trời đập rồi, đập rồi, đừng đập nữa, trời ơi, tôi nổi da gà. Mời Viri, em thích điều gì ở cô gái này? Thưa anh Thành, thực ra thì từ mấy câu đầu qua tới cái vở 2, từ cái lúc mà bạn chuyển qua, bạn bắt đầu đi melody thì em đã rất là kết rồi. Nhưng mà em vẫn cứ chờ, là tại vì bạn lanh quá, bạn chỉ cần giữ lại tí xíu, nhiều khi là bên kia quăng nón cho bạn rồi. Tại vì cái ý đồ của bạn ra đây, bạn chọn cái bài nhạc của Ma Siêu, xong rồi bạn ấy thì mọi người đều biết là bạn hướng tới em. Thành ra lại muốn cho các huấn luyện viên khác có cơ hội đạp thêm thôi. Anyway thì cái bài nhạc này thì em thấy rất là thích cái delivery của bạn, rất là khôn khéo, xử lý rất là hợp lý, tình hợp lý. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Với anh nghĩ là một thí sinh có cái điều kiện sắc vóc như vậy thì rất đáng để chúng ta training đúng không? Dạ vâng ạ. Anh có nghĩ qua bên kia anh thấy là cái tình yêu của Karik hơi già cỗi. Sao mà em lại thờ ơ với một cô bé như thế này hả Karik? Em không hề thờ ơ anh Thành à. Em tính quăng nón vàng luôn rồi đấy. Có không? Nhưng mà tự nhiên bạn nói một câu xong em mất luôn cái động lực luôn. Câu gì? Nói anh nghe để anh giải quyết giùm em. Anh làm con tim em đập ba da ba da bùm. Mà bài đó lại là của B-Ray. Là em biết là đối tượng nhắm tới rồi, lại là em của em. Quê chứ? Không anh, mình chưa quăng nên chưa quê. Ok, hiểu. Nhưng mà mình kiểu bị hụt hận ấy. Nhưng mà em cũng thích anh mà. Bà hay vậy quá à. Có cảm tình ven Biri nhưng em cũng có thích anh mà. Trời ơi trời gì vậy bà? Nhắm chỗ nào một tàu thôi. Em về cái tàu chỗ mà thịt kho hột vịt nè. Dạ mời thịt kho. Dạ thưa anh, thịt kho hột vịt thấy là có thể là bạn ấy đang nhập vai thị màu quá, nên là cái phần trình diễn của bạn ấy rất là lả lướt. Cái delivery của bạn ấy có những cái chỗ mà bạn ấy ngắt nghỉ, bạn ấy để lại cái sự lả lướt đó, em thấy rất là hay. Anh công nhận là Marshall làm cái beat này hay. Có vài cái phân đoạn kiểu hey hey hey, xong rồi lại Jersey Club, nghe rất là hợp lý. Và thôi em tỏ tình với người ta tiếp đi. Anh đạp thì anh cứ đạp thôi, nhưng mà... Dạ em cảm ơn anh. Em nói thiệt luôn là em nghe nhạc anh cũng nhiều, em tuổi cũng nhiều lắm. Trời ơi trời. Trời. Quá trời bà này. Vì đại sư Boy ơi, có ý kiến gì cho em nó một lời nhận xét không ạ? Đối với em là rất là tỏa sáng rồi. Em rất là xứng đáng để đi tới một cái con đường làm cho em tỏa sáng hơn. Em yêu chị sâu nhiều. Con đường nào? Có rất nhiều con đường để chúng ta có thể lựa chọn, đúng không các bạn? Sammy sắp có cái twist với ta. Rocky 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.